ngon, con này ngon quá ngon à. Hồi sáng giờ luôn, hồi sáng sớm giờ mới thấy con đổng răng lớn nè, cô chú anh chị, con đổng răng bự nè. Dạ như đây cũng đường ký mấy, gần 2 ký á cô chú anh chị, chắc cũng xém xém 2 ký á, nhảy đùi đùi luôn à, tư sống luôn á. Dạ giờ mấy chú cháu tập trung kéo thúng chạy đi biển của chú anh chị. Dạ giờ ột chuẩn bị bắt định vị vô. Mấy chú cháu ăn cơm rồi ột đồng đây chùm, đây nó có chùm lưu rút mà ông quýnh lên tên mũi dài nhỏ lên đây luôn cô chú anh chị, chỗ ột câu luôn à, cũng gần chỗ ột câu à, sẵn đồng là chờ mấy ông kéo lưới xong rồi tới xin một ít mồi tư để mà câu. Dạ cái bóng đèn tên mùi lầu đây, mưa mát đây nó bị chạm sao nó lù lét rồi cô chú anh chị, còn cái bóng đèn sau đây à, sáng à. Dạ giờ ăn đỡ, ăn đèn mờ đỡ. Đó, từ từ sáng lên à, từ từ nó hồi điện nó sáng à, ăn đi. Dạ sẵn bữa ột xin mời cả nhà, xin mời cô chú anh chị em ăn cơm cùng ột và mấy chú cháu. Ột thả to đây rồi, từ từ ghi lưới rút, người ta kéo lưới cho lên lưới rồi múc cá lên là tới xin ít để có mồi tư câu cho nó ngon. Dạ đang ăn cơm lỡ dở thì có một chiếc ghe người ta lên cá rồi cô chú anh chị. Giờ mấy anh em tới phụ bỏ thúng rồi bao qua xin cho để người ta lên cá rồi người ta múc, mình còn ăn cơm ta múc cá xong người ta chạy là mình xin không có được. Đó mà mấy anh em tới cái chiếc ghe đây xin này cô chú anh chị, ghe đương bật đèn đây nè. Giờ bên kia mấy anh em bạn kia lưới rút đây, người ta đương múc cá lên á, rồi tới mình xin người ta cho mình có mồi tư mình câu cho nó đạt con cá. Dạ giờ mấy anh em xin cá về của chú anh chị. Có một bụng không thấy ăn mà lớn, đầu nó chết cá không đẻ luôn. Cá nó còn nhảy lỏng bỏng luôn rồi chú anh chị. Không cá không thấy chưa, cá còn nhảy lỏng bỏng mà. Kéo lên. Dạ giờ đã tới chỗ bỏ thúng rồi cô chú anh chị. Nãy giờ hoàng xin mồi cho nên lên đây nó trễ hơn ngày qua một xíu, nhưng mà có con mồi tư để câu. Tôi đã thấy có vấn đề cùng bên, tôi đã sản xuất,
neo đầu tiên. Dạ Út xin mến chào cả nhà, xin mến chào cô chú anh chị em. Dạ ngày mới Út xin mến chúc cô chú anh chị em ngày mới được vạn sự như ý và may mắn trong ngày hôm nay, và thật nhiều sức khỏe. Dạ giờ Út để về sau sửa soạn câu thành quả bữa nay như thế nào, để quay lại cho những gì Út làm được ngày hôm nay, bán được bao nhiêu, để gửi tới cho cô chú anh chị em xem. Mời đây, mời các cung đây, hồi nãy xin này của chú anh chị, mời rất là tươi ngon luôn. Hai con mời đầu tiên. Dạ còn mong sao bữa nay cho được may mắn kiếm gạo. Nhìn mời đã ghê của chú anh chị, nhìn mời thấy ham luôn à, nó tươi bóng luôn à. Đã ghê luôn. Đầu tiên của chú anh chị. Cá đầu tiên. Cá đây được à? Không sao. Con cá đổng răng lỡ lỡ. Không bự mà cũng không nhỏ. Con cá căng lượng, con cá cái lịch cá lị vậy, cái lịch đây chắc con cá căng nữa quá các chú anh chị, đây chắc con cá căng cũng nhỏ nhỏ nữa quá. Con đổng răng, con đổng răng của chú anh chị à, không phải cá căng đâu. Nước nó chảy xiết quá mình cũng khó đón cá luôn. Nước nó chảy xiết quá cũng khó đón cá của chú anh chị. Dạ dầm số mai được 4 con của chú anh chị, nó hết ăn không? Được hang đổng lỡ lỡ là 2 con cá căng. Ủa, giờ tới đây hồi nãy giờ mới được con đây của chú anh chị, dầm thứ hai nè, nãy giờ mới được con nè đó, nãy giờ cũng bộn lâu quá, cũng 20 phút á. Ủa, tính có giờ nữa mà thấy nó có cá nó rỉ hết mờ á, ụt nén lại, giờ này mới được một con này là 20 phút á. Không biết sao đây chứ lâu quá, lâu rồi, chậm quá. Tục một con nữa của chú anh chị, cũng cá căng cũng nhỏ nhỏ à, cũng được được chứ nó không có căng lớn như mấy bữa trước. Cá căng nhỏ nhỏ lỡ lỡ ở đây người ta lại có người lại thích ăn cá nhỏ nhỏ, có người thì thích ăn cá lớn, còn có người không thích ăn cá lớn không của chú anh chị, thích ăn cá căng nhỏ nhỏ lỡ lỡ vậy á. Mười người mười ý à. Tiếp tục một con nữa cô chú anh chị. Wow, con này lớn nè. Ồ, con này quá ngon luôn cả nhà. Sáng giờ mới gặp con này là lớn nhất nè.
tục một con nữa cô chú anh chị. Con này nó cách con vừa rồi cách cỡ bảy phút á, 7 phút thì cũng được rồi. Chạy sát ghê không con chú chạy. Tàu lớn lớn mà chạy sát ghê không à. Tàu đây cũng nhỏ à, chứ không có lớn gì lắm. Tàu đây nó chở gì mà thẩm ghê luôn. Chở thẩm tàu luôn. Gì đây nhỏ à, nó xíu xíu à. Ô chạy ngang qua lượng nó lắc quá tay luôn, nó lắc muốn cắm đầu à. Và cũng con nó căng luôn, nhỏ nhỏ, cái nhỏ, cái nhỏ nhỏ vậy có người ta thích ăn lắm á. Chạy qua nở lượng, nở sóng, nở gió. Đây, 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 đây. Đây một con nó có trốn chạy. Lứa cá lứa như vậy nó thường thường là nó mới nhiều, nhưng mà mình không biết sao đây. Cá lứa tức là cá nó nằm lỡ tung tung á, nó không lớn mà cũng không nhỏ, gọi là cá lứa. Con này hơn lớn một chút, lớn hơn một xíu. Đó, con này hơn lớn hơn một xíu nè. Cô chú anh chị, hơn nhít hơn một chút. Con này gọi là lớn mà lớn lỡ chơi chưa gọi là lớn hung. Đủ kiểu.
mình nhấp vô luôn. Tiếp tục một con nữa cả nhà. Ăn đây ra đây ra cũng được kìa. Như đây cũng đường ký mấy gần 2 ký á cô chú anh chị. Chắc cũng xém 2 ký á. Nhảy đùi đùi luôn à, tư sống luôn á. Mà hồi sáng xin nè. Còn cái mờ mình đem theo á, cái mờ cũ đem theo á cô chú anh chị, mình bỏ qua một bên, có gì mình để về mình phơi, lấy cái mờ tư đây mình câu cho nó ngon đó. Mờ sáng sinh á, thần gà gáy, thần đông sinh á. Nhiều cái làm như trời sẵn vậy cô chú anh chị, nó xuống à. Còn nhiều khi mà chờ ngóng đã luôn à, vậy mới gọi là biển giả chứ. Câu đây chắc hết mồi rồi nè. Con đây cũng được á. Hai con luôn. Uống rồi tất cả tạp không. Con đây vừa đụng đất nó ăn tiếp cả nha. Một con mà ăn hai lử.
nó cũng ăn bạo ăn hết chứ. Một con mà nó nuốt hai lử luôn á. Cái nóc nó tới nó cắn bứt hết thằng câu rồi cô chú anh chị, cho nên tạm thời là câu một câu, giờ làm cái câu này lại xong á. Anh chị giờ này gió lại là trời, lát nữa gió hôm nay nữa ột chạy về là đã đò luôn á, chạy ngược lượng ngược gió ngược nước luôn, lát nữa là gió lại mà đã nè, mới chạy về đã này.
mùa này nó chậm ăn hơn hồi nãy nhiều. Giờ gió lại đây nước nó chảy lại thêm nó chậm ăn ghê. Cô chú anh chị, từ hồi sáng sớm giờ ông mới gặp con đây là lớn nhất nè. Tiếp quá, tay mồi tiếp luôn. Dạ vô đầy nắp thùng cá lại rồi đi đi vớt thúng.
im, phải như im im đậu ở ngoài. Đi ngang qua thử thấy sóng quá, sóng lớn lớn không. Dạ giờ cặp vô ghi ở làng cô chú anh chị, cặp vô đi về thì nó phỉ, mình khỏi mất công kéo neo. Mà điều đậu ở đây nó dập ghi, nó dập đâu ghi. Tại vì ghi chạy ra chạy vô á, ghi người ta chạy ra chạy vô, chạy ra chạy vô chỗ cái bến mà rỡ rác rồi nó chạy á, rồi có nó có mồi lượng nó dập. Đi thì nó phỉ thiệt mà nó dập đâu ghi. Dạ 2:57. Bữa nay vô sớm. Rồi tờ tí á. Dạ giờ hút cá lên chợ bán cho chú anh chị. Cái tư không á. Cái cung của mày. Cái tư đổ đâu chữ vậy. Ờ coi này. Cái nó có ương á. Kén ồ câu nè cô chú chị. Bên đây anh câu kén hơi nhỏ hơn. Còn về cái bự bự bên đây kén hơi nhỏ hơn mà nó hơi nhiều hơn. Cảm ơn. Với bên đây đó nè. Còn đây hai bạn câu phóng trong đó nè.
ké bị bán hết rồi cô chú anh chị, giờ bị kiếm tiền thử nhiêu. 400, 500, 500 rưỡi, 600, 680, 680, 680, 680, 800, 800, 800, 800, 900, 900, 920, bên đây bán được là 920 ngàn của chú chị. Hết rồi, giờ bị dọn dẹp sạch sẽ đi kia, bên đây ồ câu được 920 ngàn. Giờ hết ké của chú chị, giờ máu có 4 giờ rưỡi hết ké. Giờ bí xin chào cô chú anh chị, cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi video ủng hộ cho anh Ốc. Giờ còn mình ké của em Sang, vợ đang bán nữa cô chú anh chị. Giờ thôi, giờ bí dọn dẹp đi kia.